Ô đất cây điện rồi, hàng gì? Ok các bạn, trong lúc mình đang sử dụng cổng OTG Hub để mình chơi game thì nó xảy ra một chuyện là có một cổng USB không biết sao vẫn có đèn trên bàn phím, và chuột không hiểu sao có một cổng lại nhận tín hiệu và một cổng còn lại không nhận được tín hiệu. Thì mình mới nghi là có thể do lỗi nên mình quyết định thử đầu USB kết nối vào con chuột PC coi có hiện con trỏ chuột trên màn hình hay không. Mình sẽ đổi cổng này, sau đó tiếp theo tới cổng kia nha, để biết đâu là cổng bị hư. Rồi cuối cùng mình nghi có thể do đứt dây điện bên trong, mình mới tháo ra rồi mới biết là bị đứt một dây điện bên một cổng USB, thì do điện thoại mình lấy nét không rõ, mong mọi người thông cảm. Rồi tiếp sau đó mình sẽ dùng một mỏ hàng chì rồi mình sẽ chấm lại điểm bị đứt dây điện trên bản mạnh OTG này nha. Và hãy cùng xem kết quả nha mọi người. Ok các bạn, thì đây là mình đã chấm hàng lại rồi nha. Thì đây là kết quả mình đã chấm lại rồi nè, có ok không, hi hi. Rồi tiếp sau đó mình sẽ dùng lại cổng USB mới vừa được sửa lại, mình sẽ cắm vào điện thoại và hãy cùng mình xem kết quả nha. Ngon, sửa được thành công rồi nè. Ngon lành luôn. Yeah, boy. Vô, thành công nha mọi người.